Vụ xuân năm nào ông Thủ cũng trồng hơn 3 sào dưa chuột, dưa gang. Điều khác biệt là không canh tác theo phương pháp truyền thống. Các khâu đoạn từ xuống giống cho đến việc chăm sóc đều được thực hiện theo quy trình sản xuất an toàn. Yêu cầu khắt khe hơn, song sản phẩm rau màu đảm bảo chất lượng cung cấp cho phía đối tác, thu nhập của ông Thủ cũng ổn định hơn. Trồng màu thì nó vất vả, nhưng mà nó có cái nguồn thu nhập cao hơn lúa. Nếu được ra nó phải đến gấp đôi, gấp ba lần. Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, trồng rau an toàn đang là một trong những hướng phát triển của ngành nông nghiệp. Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Dương đã xây dựng và triển khai mô hình sản xuất với quy mô 20 ha cây dưa chuột, cây dưa gang và đậu đỗ. Các cây trồng này áp dụng quy trình sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng, tạo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hiện nay, hợp tác xã cũng đã liên kết được với các công ty tiêu thụ sản phẩm dưa chuột bao tử và dưa gang. Toàn bộ sản phẩm khi thu hoạch sẽ được công ty thu mua theo giá ký kết. Trước kia thì cả làng mình trồng dưa thì dưa chuột truyền thống thì giá cả nó không ổn định. Nhưng mà từ hai vụ nay là hợp tác xã lấy dưa chuột bao tử về cho xã viên trồng thì giá cả ổn định hơn. Từ đầu vụ đến cuối vụ không bấp bênh như dưa chuột kia nữa. Bà con sản xuất thì yên tâm hơn. Hợp tác xã sẽ thực hiện cái quy vùng sản xuất thành một cái vùng sản xuất cây xuất khẩu và các loại đầu sản phẩm có đầu ra cho nhân dân. Thì trước hết thì hợp tác xã đã cho tập huấn cho nông dân, tức là về trồng chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây màu xuất khẩu, thì cũng đã hợp đồng với lại một vài công ty về thu mua sản phẩm. Việc xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn như cách mà hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Dương đang thực hiện là một hướng đi đúng đắn để nông sản có chỗ đứng trên thị trường, xây dựng được thương hiệu cũng như sự tin tưởng của người tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.